Rồi, xin chào toàn thể thân yêu các bạn mình nhá. Hôm nay tiếp tục thử thách em đi. À không phải thử thách. Nhập lộn cái kiểu thử thách là mình quen rồi. Ở cái thử hôm nay á anh em ạ, là mình sẽ nhảy đại chiến rank Grandmaster anh em ạ. Hiện tại của mình đây là 24.878 anh em ơi. Nó nhảy thiếu còn có 122 điểm mà mình sẽ lên, mình hôm nay mình sẽ cố gắng cày luôn nha. Hiện tại mình sẽ đánh luôn. Thì cái ác này nha bạn. Mình cày lên làm gì? Cái khả năng cái mùa này bạn. Nó mình sẽ nhỉ? Cày lên Grandmaster 2 vào đây. Bởi vì nhảy cày làm gì nhỉ? Cái thứ nhất á là nhỉ, cái khi mà các bạn nhìn vào tiểu sự ai của mình nó vẫn nhỉ? Nó rất nhỉ. Chạm trán thì mốc rank Grandmaster 2 rồi. Cái ác này của mình chỉ là nhỉ, ác phụ rồi, ác thứ hai các bạn. Phụ. Ác này phục vụ video rồi. Chôn này, thử thách này. Tóm lại là tại sao mình làm như vậy? Bởi vì mình cần cái thứ hai là danh, mức danh vẫn như vậy bạn. Vàng mới như vậy mình leo lên cao bạn nhỉ. Cái lấy tiểu sử là một này, lấy cái thứ hai là mình lấy đá doping anh em nhá. Đó, lấy đá doping. Và đây là quả mình là thành 10, sắp lên thành 11 rồi, còn thiếu 3.000 nữa thôi. Đấy cái thứ đấy là mình này, ác phụ nhưng mà gì à? Vẫn mang đầy khí thế của một ác phụ bạn nhá. Nó rồi nhỉ, nó phải tương quan lực lượng là ác này không hề kém ác chính anh em nhá. Gọi là nhỉ, đua thua với những một số cái khác thôi. Ác chính là của mình là ác nép tờ bạn. Còn ác này không phải nép tờ anh em nhá. Nên lên mình một phần nào đó thôi. Coi này nhá, bạn lấy tiểu sử các bạn. Đây các bạn nhìn tiểu sử của mình nhá. Khi các bạn nhấn vào tô thắng chẳng hạn đây đúng không các bạn? Mình sẽ anh em đây là tiểu sử bạn này, 5093 cao nhất đúng không? Đây thành 10 đấy, đây, đây tiểu sử đây anh em ơi. Đấy thì mình sẽ thay căn vào đó, mình sẽ lấy lên 5004 đúng không? Để cho tiểu sử nhìn nó hoành tráng tí đúng không các bạn? Đó, còn bây giờ không ấy nhiều, bây giờ chúng ta đi đánh nhập nhá. Ác này chỉ ác phụ cho video bạn ơi. Nhưng mình cần nó nhỉ, level nó khỏe anh em ạ. Ôi hàng về bạn ơi, trận này là 4.926 điểm này. Trận này họ vinh mình khá nhiều điểm luôn anh em ạ. Trận này thắng lại được cộng 33, 34 rồi. Thậm chí là lên 35. Mình kém họ tận 48 điểm ạ, 48 điểm luôn. Nhưng mà cái trường hợp này thực sự nó quá khó mình em ơi. Trận này thực sự quá khó thắng luôn. Mình nhìn không dám chắc đâu nhưng mà cổ đánh tới đâu đánh các bạn ơi. Đấy mình nghĩ họ có số lốc họ thổi về rồi. Trường hợp này mình rất khó đỡ anh em ạ. Không có biến hình à. Trận này thua rồi. Còn nước còn khác thì cứ đánh các bạn ơi. Chứ còn chưa biết thế nào luôn. Băng lại đi bạn ơi. Biến hình con trâu. Holo gần ai cũng được bạn ơi. Nhưng mà mình không đỡ được đường chêm ạ. Họ có tối lốc họ thổi mình nên mình không thể đỡ được. Rất là thất vọng nhưng bạn, nhưng mà không sao nhá. Tại mở đầu mình có mỗi ăn châu không có biến hình, không có gì ạ. Ra nắm hiệu ứng quá. Chơi cái deck này các bạn phải chấp nhận cái kiểu đấy thôi bạn ơi. Họ chơi nếu họ tự nhiên họ tối lốc họ thổi con trâu của mình về hay không thì trận đấy mình ăn bạn. Con trâu mình cào họ nhỉ, còn có hơn 2.000 máu rồi. Nếu mà họ không có tối lốc thổi về họ nhỉ, họ đứt từ đấy rồi, đứt lâu rồi, tạch rồi. Biến anh tiên nữ à? Đừng. Ôi thế thì thôi các bạn ơi, biến anh con đường dưới đi. Mình mong biến đường dưới, biến anh con trâu. Trâu anh hùng, biến anh trâu. Ôi cái lúc mình cho con biến hình rồi cạnh cùng đường con trâu thì lại nó các bạn biết nó ra gì không, nó cũng ra con trâu luôn. Là mình nhiều khi chỉ biết là gì nhỉ, lỗi kỹ thuật đấy rồi. Thôi bộ mẹ rồi, ôi ông trời thế nào thế nhở, ông trời bất công quá thề các bạn luôn ạ. Cú máu không kịp ạ, à. Đỡ hộ luôn này thua rồi. Bài mình thế nào anh em ạ? À? Thế anh em thua rồi, kiểu này khó đỡ quá. Hai con biến hình của mình nó xui cực kỳ, không hiểu sao nó biến ra tất nhiên nữa. Đỡ hộ. Mày đỡ kiểu gì? Mẹ ông này áo 11 thì level khỏe thế. Thế anh em ạ, à, Viking cấp 4 ạ. À. Trời ơi, chết. Chết rồi, trận này chủ đau anh em ơi. Trận này đối thủ rõ ít điểm hơn mình các bạn ạ, ít hơn mình tận 62 điểm thôi rồi, toang rồi. Toang rồi.
Nhưng mà phải công nhận là ông này level khỏe quá bạn. Không biết là ông này có doping thời gian không, mình cần phải cần kiểm tra. Đúng là có doping ạ, chứ làm gì chuyện lại con đắc con Viking cấp 4 với thành 11 là hơi khó tin ạ. Thực sự hơi khó tin ạ. Đấy nên mình đã nhỉ, mình phải cân nhắc và cân nhắc. 48-29 rồi, tụt sâu quá bạn ơi. Cố gắng lên nào. Chẳng nghe mùa này, à chẳng nghe hôm nay không lên được nổi của Amateur à. Tại trận đầu thua rồi bạn, trận đầu thua là đen quá rồi. Con thật con nào ấy, mình đi đường giữa. Họ đổi chỗ thì chịu rồi bạn ạ, không đỡ. Thi nhau cào thành nhau, thi nhau cào không? Cào à? Cào, 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 chết chưa? Cào. Cộng 33 rồi bạn ơi, hàng về, hàng về. 4862 rồi bạn ơi, cũng gần như rồi, trận này thắng nữa là thì nhảy mình lãi điểm luôn. Thua 2 trận mà thắng 2 trận là mình đã lãi. Cái danh cao này thường là các bạn sẽ lãi điểm nhá. Ít khi các bạn bị lỗ lắm, trường hợp lỗ ít lắm. Thường nó sẽ cộng nhiều cho các bạn, trừ ít. Bởi vì danh cao này các bạn bị xét mùa rồi. Chịu rồi, không có nào luôn ạ. Storm, mình thích Storm ơi, Storm, ui Storm anh hùng, Storm. Thôi biến non đá, đừng. Storm. Rồi, ok, thế còn gì nhỉ, còn tạm chấp nhận bạn ơi. Ồ rồi, tèo rồi. Tèo con luôn rồi ạ. Thế mà vẫn còn bị tèo luôn ạ, không nhận được ghê rồi. Ồ. Cái này mình không lo đâu, con sờ tô mình có sọc một phát vẫn chết thôi. Nhưng mà lo cái vấn đề khác bạn ơi. Đúng rồi, cần sọc phát chết luôn. Cần sọc phát là hỏng rồi bạn ơi. Thua rồi. 4918 này, bài họ đẹp quá. Họ có con Demon, họ khỏe thật đấy. Mình đoán họ Viking, họ gọi dòng. Con trâu mình không kịp cào bạn ạ. Đen thế nhỉ trận này. Đen lắm ạ, xui quá. Thôi Demon họ cũng nhận Demon lợi thế bạn, level càng cao nó bóp đau thật luôn đấy, bóp chết luôn á. Storm mình trong khi cho con Storm mình đã được phóng đại rồi ạ. Xui thật, ôi trừ 19 ạ, không sao. Ông này nạp tiền rồi bạn ơi, ông này nạp con băng level 10 này. Này, hại hóa xương với hóa xương với hóa xương level 3. Lửa level 11, Phượng Hoàng level 3. Ồ, toàn các bố đời nạp tiền đấy bạn ạ. Cái NFT kia thì có thể là gì nhỉ, các bạn có thể đầu tư để các bạn phục vụ vào mục đích khác. Nhưng mà đây họ nạp tiền thật, nạp tiền này khá là đắt luôn. Cấp 10 mà bạn, cấp 10 làm gì level khỏe thế. Cái ngọn lửa level 11 anh em ạ, thẻ vàng ấy. Có nghĩa là bạn đã tích đủ 1500 mạnh rồi. Anh em phải biết tầm đấy. Quá kinh luôn đúng không? Ok bạn ơi, con trâu đường dưới không chết đâu. Đấy, chết nào được bạn. Có gì đâu mà phải sợ anh em, chả phải sợ đâu, quánh chết cha mạng luôn. Xài gì này này, láo à. Láo à. Các bạn phóng qua, phóng đại vào cho mình. Ôi! Chết rồi, đen quá bạn ơi, đen cực kỳ luôn. Đen quá. Mình không hiểu sao mình vẫn thấy được kìa. Ev
cờ toàn level 4 đời các bạn, level khỏe quá, mình không đỡ nổi luôn. Mình sẽ cần để cố gắng nhỉ, đánh lại. Mình đang uy hiếp em bạn thôi, mình đang uy hiếp nên mình không sợ đâu. Oánh chết, oánh luôn. Phải oánh em ạ. Ôi vẫn chưa chết. Không mấy lành xương đâu. Ha, đừng có bị như vậy nha. Họ còn hóa xương ạ, mình hơi rất hốt nhưng mà hóa xương họ đã dùng rồi nên mình đoán họ sẽ không còn đâu. Láo à, 12 này láo. Mẹ 12 này láo anh em ạ, dám chơi tự chủ à. Họ không có khiên nên trận này mình vẫn thắng mà anh em. Đúng anh em, họ không có khiên trận này mình vẫn thắng anh em. Láo, mẹ láo anh em ạ. Dám chơi kiểu đấy với ông à. Chết thôi bạn ơi. Cái mục tiêu của mình là ăn mất mà mình không thành công rồi bạn ơi. Cái kiểu này có nghĩa là mình lên thì lên được thôi, nhưng mà ở trong cái đầu video này mình bảo đại chiến ra master mà hình như khả năng là mình thất bại bạn ơi. Thất bại, khả năng là thất bại rất cao. Video này kéo dài là mình sẽ lên được thôi. Quan trọng là mình làm sao nhỉ, mình có gì nhỉ, mình có đủ duy trì được cái video này dài không, đó mới là cái vấn đề của mình. Mình châu thôi. Bên xương rồi bạn ơi, không bên xương đâu, thua rồi bạn ơi. Họ mình thua rồi, mình thua rồi, mình thua rồi, mình thực sự mình thua rồi. Các bạn biết tại sao không ạ? Bởi vì nhỉ, họ có Viking kìa, họ nhỉ, họ giảm được, họ giảm được tốc độ nên mình không thể đánh được. Mình ghét nhất họ ra được Viking nhá, họ giảm mana họ ra được Viking họ đánh hay thật. Thua nhá bạn nhá, thua rồi. Thua chứ nhận thôi, họ giảm mana thì không nhận ăn nổi. Thôi cố gắng mở cái dưa nhá, không lên được Master rồi. Ôi cấp 12 bạn ạ. Có khả năng là hôm nay mình không có duyên mấy anh em ơi. Chơi thua khá nhiều anh em ạ. Lúc đầu là 4.878 thì mình chỉ cần đạt được cái mức. Ôi rồi, biến hình hôm nay mình còn mình đen lắm nhá bạn nhá. Mọi khi biến hình của mình nó rất là đỏ rồi anh ạ, nó không kiểu biến là mấy con vớ vẩn ấy đâu. Biến hình của mình nó rất đỏ luôn anh em phải biết tầm như vậy, nó biến rất đỏ luôn, không có chuyện đen như này đâu. Một cào chết luôn anh em ạ, cào nhanh rồi, mình cần hú máu. Sống rồi bạn ơi, sống rồi. Trận này họ ít điểm hơn mình nên để mình không hứng thú mấy các bạn. Tù. Ok anh em ơi, ăn chưa? Mở dưa anh em nha, 4876 mình chấm thì mình chấm lúc đầu 2 điểm thôi. Trận này mình thắng là mình sẽ lãi anh em này. Ôi có bùn để donate cho anh em rồi. Trận này mình thắng là mình sẽ lãi anh em nhá. Thắng là sẽ lãi, mình chấm có 2 điểm so với lúc ban đầu thôi. Cố lên nào, lãi điểm nào. Xóa tôm cho mình nhá. Lãi rồi, đối thủ rời trận rồi bạn ơi, Mình biết đối thủ rời trận rồi bạn, đối thủ rời trận là ăn rồi. Con xóa tôm này mới ra nhỉ, đam nó chưa thể to bằng con trâu nhá. Nên mình làm sao để mình vẫn sẽ phóng con trâu bạn nhá, con trâu level 4 này đam nó cực kỳ to. Con sờ tô mày mới đầu ra bây giờ mới chịu gọi là cùng lắm thì hơn trăm sát thương rồi bạn. Đấy, hơn trăm sát thương rồi, chưa thể bằng con trâu rồi. Con trâu lại level 4 lại hơn 300 sát thương rồi. Các bạn nhớ cho lên mình sẽ phóng con trâu. Win nhanh.
Xù. Đó. Lãi anh em ơi. Cộng 26. 4.900 rồi anh em ạ. 4.900 rồi. 4.900 rồi. 3 trận thắng nữa thôi. 3 trận thắng thì phải cộng nhỉ. Cộng 32. Thì mới lên được bạn ơi. 4882. Trận này không được cộng 32 đâu. Nếu có thắng thì không được cộng rồi. Và thắng 3 trận nữa mình chưa chắc là mình đã dám tự tin là mình thắng 3 trận liên tục được. Còn lên là mình sẽ tự tin là lên được thôi, nhưng mà còn nói về cái độ nhỉ, thắng 3 trận liên tục thì mình rất là khó anh em ạ. Khó rồi, khó rồi. Biến hình của họ mạnh thế. Đây vẫn 5 luôn anh em ạ. Chỉ biết băng lại thôi anh em ơi. Làm gì đâu, mình vẫn còn tố lốc mà anh em. Ok, good game. Họ thua anh em ạ, họ thua rồi. Họ không đỡ được đâu, con chó tôm mình to lắm. Ăn luôn, thơm lừng. Đối thủ rất hay nhưng mà mình rất tiếc. 49-30 rồi bạn ơi. Quay. Quay. 4878. Con trâu này khả năng mình phải doping, mà doping thì mới mạnh được. Sở tôm gọi biến hình nhá. Biến hình gọi mình level 5 thì sở tôm mới ra level 2 các bạn ạ. Đấy. Ok, mình sẽ ra trâu rồi này. Xong rồi mình sẽ phóng con sở tôm ở trên nhá. Bởi vì đường dưới có hai con này đúng không? Các bạn nên phóng vào con đường trên đúng không? Để phân chia sát thương nó đều đều anh em ạ. Anh em hiểu chưa? Phân chia sát thương nó đều đều. Đấy. Này là hai bên đều nhỉ. Có những sát thương nhỉ, khủng bố. Ồ, mình sợ gì nhỉ? Mình sợ đây là cái gì nhỉ anh em ơi? Anh em từ từ nhá, anh em từ từ. Mình biết phóng vào sờ tô mày to lắm. Anh em từ từ, sọc thành đau á. Good game. Good game. Đừng có láo ở đây. Good game là good game. Ủa, 9-8 anh em ơi. Hai trận nữa. Cố gắng anh em ơi, đồng hành cùng mình nào. Mở đầu nhỉ, không được suôn sẻ cho lắm. 5021. Uầy, trận này mà ăn được cộng nhiều điểm lắm anh em ơi. Cộng 37-36. Là nhỉ, sát nút anh em ơi, sát nút rồi đấy. Gần như là gì, sát bốc rồi, thắng một trận là sẽ lên thôi. Biến hình vội vàng các bạn ơi. Họ ra tượng gai sớm quá. Trận này chắc mình thua rồi bạn. 11 này chắc là chơi tự thủ. Tự thủ trận này họ sẽ ra xét. Không, họ vẫn có biến hình em ạ. Ôi. Này thì đánh sao rồi anh em. Trận này bài này của mình thua rất là cao. Máu vẫn kịp nhưng mà họ khả năng mình quán họ còn xét. Đấy, trận này thua rồi anh em ơi. Thua rồi. Ok. Họ có tượng gai mọi đầu bạn, nên mình không làm gì được. Nhưng mà khả năng mình cũng không thể chống được đâu bạn ơi. Trận này trừ ít điểm thôi bạn. Bởi vì họ là GA Master rồi, nên mình không lo đâu. Trận này trừ ít mà bạn. Cùng ngắm chiều mười mấy, 17, 16 gì đấy. 19 ạ, vẫn lỗi một tí rồi đây. 4937 ơi, không biết có lên nổi không. Trận vừa nãy mà ấy ngon quá, sờ tôm biến hình rồi nhưng mà bị họ giao tượng gai ạ. Làm phát tèo luôn, thế là thôi, nghỉ. Tượng gai họ sờ tôm mình cấp 2 các bạn. Ra sọc một phát chết luôn, không kịp ngáp. Tượng gai họ level 9 sao ạ, mạnh thật đấy. Thế rồi cái vấn đề kia của mình làm sao ăn được. 4971 trận này. Mẹ cay thế nhở. Bạn là cái đấy thì mà bạn phải băng tôi thế. Bạn là cái gì? Bạn chả là một cái gì. À băng rồi. Cơ hội này là cơ hội gì anh em ơi. Mình sẽ bỏ con chuột trâu ở giữa nhá. Họ mất hai băng rồi bạn ạ.
họ mất 2 băng rồi. Đừng có hai hú phóng đại nhá. Chết rồi, trận này khó ăn quá bạn ạ. Đen quá bạn ạ, level họ mạnh quá. Nè, bực mình quá, chết rồi. Ui thế nhờ. Tất thừa với các bạn rồi. Chết rồi các bạn ơi. Trận vừa nãy mà bọn mình bạn 2 trận nữa, trận đấy thắng rồi, thắng 1 trận rồi ngọn. Ôi cái gì này, hai con trâu. Hai một số tôm, hai biến tình của mình đâu rồi, không có cái nào nữa. Đây rồi, cuối cùng thì cũng có em trâu. Thế rồi mẹ mình lại gọi. Nhưng mà chị mình còn cách cả đánh các bạn ơi. Vẫn phải đánh các bạn ơi, không ai cứu được. Trâu to. Biến tình trâu to. Không biết anh trâu ở đâu nữa. Mình dắt mấy con này lắm nhá, mấy cái người danh cao này họ hay chơi cái dắt kiểu này lắm ạ. Đó chính xác là chết đi sống của họ bạn ạ. Đấy bạn nhá, để cho họ ngừng bơm máu. Đấy họ ngừng bơm máu luôn. Tượng gai đâu mà nắm thế. Thua rồi. Tượng gai họ nắm quá. Mình dắt mấy cái ông 12 này thật đấy. Mẹ chơi mấy cái giác này rất khó chịu. Gặp phải những cái giác hiệu mình thì cho ăn hành luôn bạn ơi. Ôi lạy hồn à. Ông phóng mình vừa phóng vào cái tượng gai bạn ơi. Mình vừa bị phóng vào tượng gai. Mẹ thua vẫn phải kịa thằng này rồi anh ạ. Đục mình quá. Không chịu cái sự thua này. Nhưng mà họ công nhận họ level mạnh đấy anh em ạ. Nhưng mà level mạnh mà sao ở dưới này có vẻ hơi điêu ạ. Có vẻ ông này hạ cúp chôn thì sao ạ. Level mạnh này mà sao ở cái danh này 5-6. Ông này đánh hơi bị gà anh em ạ. Nhưng mà công nhận level họ khỏe. Họ chơi lâu rồi. Ok em nhé. Có nghĩa trận đấu mà mình vẫn lãi được. Mình lên đến tận nhỉ 4.900 năm mấy rồi ạ. Đây là 4895 so với 78 lúc đầu mà mình lãi 17 điểm nha mọi người nhá. Tóm lại vẫn còn lãi nhưng mà gì à? Không đạt được như ý ban đầu rồi. Rất xin lỗi các bạn nhưng mà hẹn các bạn ở những clip sau mình sẽ gì à? Cố gắng để leo nhá. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.